Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang xem kết quả xổ số miền Trung ngày hôm nay, ngày thứ tư 15 tháng 9 năm 2021. Quý vị hãy nhớ đăng ký kênh để luôn cập nhật kết quả xổ số nhanh nhất hàng ngày tại đây. Chúc các bạn có một ngày thứ tư thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.